do mạng xã hội Facebook siết chặt hơn tiêu chuẩn cộng đồng khi chia sẻ bài viết, các hội nhóm Sugar Baby, Sugar Daddy một thời bay màu hoặc chuyển đổi thành nơi bán hàng online. Để có thể tung hoành trên mạng xã hội, các hội nhóm con nuôi bố nuôi bắt đầu hóa thân trong nhiều chiêu trò tư vấn giới tính, ẩn mình dưới những cái tên chia sẻ kiến thức giới tính và tâm sự thầm kín về nhu cầu sinh lý cá nhân. Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra như Chị Em Chúng Mình, Tâm Sự Đêm Muộn, Chuyện Thầm Kín, Tuyệt Chiêu Quyến Rũ. Lướt một vòng những hội nhóm trên, xuất hiện ngày càng nhiều những lời mời mọc bao dưỡng công khai. Rõ ràng việc kiểm soát nội dung từ các nền tảng trực tuyến không chỉ trông chờ vào bản lĩnh người dùng, mà trên hết cần những quy định, luật lệ cụ thể hơn để những chiêu trò mồi chài ngã giá thôi lộng hành. Sáng ngày 18 tháng 6, cô Trần Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát và thống kê số liệu, tổng số hồ sơ đủ điều kiện dự khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022-2023 là 3.578 hồ sơ, giảm nhẹ so với các năm học trước khoảng 500 hồ sơ. Như vậy, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 là 525 học sinh, tỷ lệ chọi của kỳ khảo sát năm nay là 1/6,8 học sinh. Theo kế hoạch do Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM công bố, thí sinh sẽ nhận thẻ tham dự khảo sát từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6. Tất cả thí sinh sẽ tham dự khảo sát vào ngày 25 tháng 6 với thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 18 tháng 6, gần 107.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội bắt đầu làm bài thi đầu tiên môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Trước đó, thí sinh được lực lượng tình nguyện viên đo nhiệt độ và hướng dẫn vào khu vực cất đồ, phòng thi. Năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu vật dụng đồ dùng của thí sinh được đặt tại khu vực sân trường, đảm bảo quy định cách 25m. Năm học 2021-2022 này, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, gần 107.000 em sẽ dự thi vào lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Ngày 17 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã làm việc với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long về dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Toàn tuyến dài 174,4 km, đoạn đi trên mặt đất 86 km, đi trên cao 88 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 169.540 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Thời gian đi thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ khoảng 80 phút. Tuyến đường sắt sẽ đi qua các tỉnh thành Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Ngày 18 tháng 6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sau 10 ngày đêm căng thẳng của các bác sĩ từ 7 chuyên khoa, hồi sức nội, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, sản, ngoại tổng quát, ngoại niệu, nội tiết thận, đã cấp cứu và điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 58 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị áp xe phần phụ kèm theo nhiều bệnh lý nội khoa nặng. Các bác sĩ nhận định, người bệnh hiện đang trong tình trạng u buồng trứng khả năng áp xe, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, suy thận cấp, nên phương pháp điều trị tốt nhất là dẫn lưu áp xe ngã âm đạo. Sau một vài ngày được dẫn lưu khối áp xe ra khỏi cơ thể, phối hợp điều trị thuốc nội khoa hợp lý, người bệnh đã hồi phục nhanh chóng, không còn thở máy, ổn định các chỉ số và xuất viện vào hôm nay ngày 18 tháng 6. Ngày 17 tháng 6, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra xử lý thông tin phản ánh về nhiều du khách nhiếp ảnh gia giẫm đạp lên các rạn san hô tại danh thắng quốc gia Hòn Yến ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Bên cạnh đó, cần có biện pháp can thiệp để bảo vệ các rạn san hô ở khu vực này. Trước đó, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải các hình ảnh, clip, thông tin về việc nhóm nhiếp ảnh gia du khách đang tham quan, chụp ảnh, giẫm đạp, ngồi lên các rạn san hô tại thắng cảnh Hòn Yến. Khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 6, anh Andris Shilahadin Buran, sinh năm 1980, quốc tịch Thụy Điển, cùng bạn gái đi ăn phở tại phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Anh này để ví trong ba lô và treo ba lô tại phía sau lưng ghế ngồi khi ăn. Sau đó, có 4 đối tượng người Mông Cổ đến ngồi bàn bên cạnh và gọi phở nhưng không ăn, không bỏ khẩu trang,
sau đó phối hợp cùng nhau mở khóa ba lô của anh Andre, trộm cắp một chiếc ví nhãn hiệu Louis Vuitton. Bên trong có một thẻ tín dụng của ngân hàng American Express, một thẻ ATM của ngân hàng HSBC, hai thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC và một giấy chứng minh nhân dân Hồng Kông. Sau đó cả nhóm bỏ đi và dùng các thẻ tín dụng này mua vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã bắt giữ được ổ nhóm 7 đối tượng nêu trên.